Trong tập phát sóng tuần này của chương trình Cười Xuyên Việt, khán giả sẽ được chứng kiến những màn tranh tài trong các trò chơi vui nhộn, sôi động, hấp dẫn giữa hai đội chơi là đội của đội trưởng Mika và đội của đội trưởng Lâm Thắng. Với sự duyên dáng, khả năng ứng biến và quyết tâm giành chiến thắng của các thành viên cả hai đội, chắc chắn đây sẽ là những màn tranh tài sôi động, kịch tính và vui nhộn nhất gửi tặng đến quý khán giả. Và với bốn trò chơi mang tên Ra Mắt, Bách Phát Bách Trúng, Thu Hoạch và Trận Bóng Vui Nhộn, đội nào sẽ là đội thể hiện được sự sáng tạo, khả năng ứng biến, sự nhanh nhẹn và chiến thuật thông minh nhất để có thể giành chiến thắng? Kính mời quý khán giả đón xem câu trả lời sẽ có trong tập 7 của chương trình Cười Xuyên Việt, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.